Thì chúng ta mới được nhìn ảnh rõ hơn của ông Kim Sang-sik, huấn luyện trưởng đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thì thời gian vừa qua thì sau khi mà tháng 6 ông Kim dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam ở hai trận đấu ở Iraq và trận đấu với cả Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup năm 2026 của châu Á. Thì thời gian vừa qua thì ông Kim cũng dành thời gian để có thể xem V-League, đặc biệt là giải U21 quốc gia. Và những cầu thủ mà tập trung đội tuyển U22 Việt Nam này đa phần là những cầu thủ đã chơi rất hay trong giải U21 quốc gia. Và chúng ta thấy rằng là như trường hợp của kể ở Đình Bắc hay trường hợp của Hà Châu Phi hay Đức Việt, những gương mặt lên đội tuyển Việt Nam lần này, đội tuyển U22 Việt Nam lần này thì đều là những gương mặt đã được tỏa sáng ở cái giải U21 quốc gia vừa qua. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên xem là cởi mở cho báo chí, và một buổi tập có số lượng cầu thủ trên 30 người, mặc dù cũng đã có sự vắng mặt của một số gương mặt như là Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Trường và Trần Hương, nhưng với số lượng những cầu thủ được bổ sung thế này, ông Kim Sang-sik cũng có thể phục vụ cho những ý đồ tập luyện của mình. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở buổi tập đầu tiên của tuyển U22 Việt Nam trong một đợt tập trung khá là ngắn ngày, kéo dài từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 thôi. Một thời gian rất ngắn, và chúng ta cũng biết rằng là các cầu thủ U22 Việt Nam thì tập trung đợt này chủ yếu là để làm quen với cả huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Đây sẽ là một trong giai đoạn chuẩn bị một cách tương đối dài, bởi vì vào tháng giữa năm 2025 thì đội tuyển U22 Việt Nam mới bước vào một chiến dịch đầu tiên được xem là quan trọng, đó là giải vòng loại U23 châu Á năm 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Và vào cuối năm nay, tức là cuối năm 2026, cuối năm 2025 thì đội tuyển U22 Việt Nam mới bước vào tham dự SEA Games. Với một quãng thời gian chuẩn bị mà kéo dài gần một năm như vậy thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có gì? Và đây cũng là lúc mà chúng ta quan tâm xem là vì sao ông Kim Sang-sik đã gọi tới 37 cầu thủ cho đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến giải đấu này. Gì mà mình cập nhật thì số lượng cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã được giảm xuống con số là 36 người. Thực ra mà nói thì ban đầu thì ông Kim Sang-sik cũng gọi 36 người, tuy nhiên thì ông đã nói lời chia tay với Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Trường. Bên cạnh đó thì ông có bổ sung thêm một số những cầu thủ như là trường hợp của Lê Phát, và trường hợp của Đức Việt, và còn lại là gương mặt Châu Phi, Hà Châu Phi. Thì ngày hôm qua thì với cái tít là cầu thủ Châu Phi lên U22 Việt Nam thì đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Và thực tế mà nói thì bạn tên là Châu Phi thật, bạn tên là Hà Châu Phi, đội trưởng của U21 Thanh Hóa. Giờ thì bọn mình cũng đã cận cảnh các cầu thủ của U22 Việt Nam rồi. Và bây giờ đang là lúc mà một nhóm các cầu thủ được xem là khá nhiều tuyển quốc gia Việt Nam thì đã tập luyện cùng với cả huấn luyện viên trợ lý huấn luyện viên Choi Woon Kwon. Chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của áo số 15 là Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ cũng đã trải qua một lần rất dài là phải điều trị chấn thương ở một khu phía xa xa chúng ta. Phía xa xa chính là khu y học, và Đình Bắc đã phải tập luyện ở đấy một thời gian rồi. Sau đó thì Đình Bắc cũng đã phục hồi chấn thương và đã trở lại ở giải U21 quốc gia trong mùa bóng U21 Quảng Nam, và đội Quảng Nam cũng đã góp mặt ở đến vòng chung kết của giải. Đình Bắc hiện tại thì đang được đăng ký ở theo duyệt danh sách là Quảng Nam, tuy nhiên một gian tới đây thì Đình Bắc sẽ là tân binh của đội tuyển Hà Nội. Ta nhìn thấy rằng là các cầu thủ hiện tại đang có sự pha trộn giữa nhóm cầu thủ dưới 21 và 21 tuổi. Số 18 thì chúng ta cũng nhìn thấy đây là trường hợp số 10 chính là trường hợp của Bùi Vĩ Hào, cầu thủ tiền đạo của BK Bình Dương, đã chơi tương đối hay trong giải vòng chung kết U23 châu Á thời gian vừa rồi. Số 7 thì chúng ta cũng sớm biết thôi, đấy là Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ của PFCND và cũng từng có mặt ở trong đội hình của U23 Việt Nam và đội quốc gia Việt Nam. Thanh Nhàn là trước đó cũng đã phải mấy lần lỡ hẹn vì chấn thương vai rồi. Và chúng ta nhìn thấy một hình cũng rất hay đến từ trợ lý Choi Woon Kwon. Anh thực hiện những động tác giả bằng cách là phẩy phẩy tay khiến cho các cầu thủ đấy lo lắng. Choi Woon Kwon là một trong những trợ lý đánh cây phải đắc lực của ông Kim Sang-sik, tương tự như trường hợp của ông Lee Young-jin trong đội hình mà ông Park Hang-seo có dẫn dắt. Ông Choi Woon Kwon này là một người rất trẻ và cũng là một con nghiện, một môn game trò chơi là Football Manager. Ta nhìn thấy trường hợp của áo số 17 là Nguyễn Phi Hoàng, một cầu thủ mà cũng đã được nhắc đến rất nhiều trước kia. Nguyễn Phi Hoàng trong câu lạc bộ Đà Nẵng từng được xem là thần đồng của bóng đá Việt Nam một thời gian dài rồi, và đến bây giờ thì Phi Hoàng cũng đã ở tuổi 21 rồi, và chúng ta sẽ chờ đợi Phi Hoàng có thể đóng góp nhiều hơn trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam khi chúng ta hướng đến hai mặt trận của năm 2025, đó là vòng loại U23 châu Á năm 2026 và SEA Games năm 2025 diễn ra vào tháng 12 năm sau. Nhìn thấy áo số 14 là Hà Châu Phi, số 30 là Nhật Minh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy có trường hợp của số 20 Đức Phú.
Tiếp tục là số 4 là Đinh Quang Kiệt, một cầu thủ mà cũng đã được tạo điều kiện tương đối nhiều trong những thời gian 2 năm gần đây. Kiệt là cầu thủ mà thuộc U16 Việt Nam, sau đó là U17 Việt Nam. Kế đến là chúng ta đến một loạt những giải đấu mà Kiệt đã xuất hiện, và Kiệt gần nhất thì cũng đã xuất hiện trong màu áo của U21 Hoàng Anh Gia Lai. Thật sự mà nói thì Kiệt cũng được tạo nhiều điều kiện trong nhóm này, tương đương với trường hợp của Nguyễn Công Phương, một đồng đội của Quốc Việt ở trong U16 Việt Nam cách đây 2 năm. Áo số 9 ở phía sau lưng thì có lẽ rằng là chúng ta cũng không phải cảm thấy bất ngờ, đó là trường hợp của Nguyễn Quốc Việt, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai, và Quốc Việt sắp tới sẽ chuyển sang câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Hồng Vinh, một trong những cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, đã từng gắn bó với bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, sau đó thì chuyển sang câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Và bây giờ thì ông Đinh Hồng Vinh vẫn sẽ gắn bó với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trong mùa giải tới đây. Hiện tại thì ông Đinh Hồng Vinh đang là trợ lý của ông Kim Sang Sik, và cũng như là thời điểm ông Park Hang Seo, ông Philip Thuxie, thì sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ, nhóm trợ lý người Việt Nam và nhóm trợ lý nước ngoài được thể hiện rất là rõ. Đội tuyển U22 Việt Nam có thể chia làm hai nhóm, trong đó thì một nửa với khoảng tầm 17 cầu thủ là những gương mặt trên từ 21 tuổi trở lên, và chính xác là 21 tuổi, và một nửa nhóm còn lại là những cầu thủ khi ở dưới 21 tuổi. Thực sự mà nói thì việc chia làm hai nhóm cũng là một cách để ông Kim Sang Sik có thể chia ra ở từng vị trí. Ví dụ như nhóm 21 tuổi thì có thể được quy hoạch cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, và những cầu thủ này có thể hướng đến những mặt trận mà chúng ta có thể kể đến như là giải giao hữu tới đây, những trận đấu giao hữu tới đây ở FIFA đây, như gặp đội tuyển Nga, Thái Lan, Liban, Ấn Độ, tùy vào cái lịch dự kiến và lịch công bố của Liên đoàn Việt Nam. Sau đó là AFF Cup, kế đến là vòng loại Asian Cup năm 2027 diễn ra vào tháng 3 năm sau. Những mặt trận liên tục sẽ được dành cho những cầu thủ 21 tuổi trong áo đội quốc gia Việt Nam. Trong khi đấy, những cầu thủ U21 thì sẽ tham gia những đấu trường ở cấp độ thấp hơn. Ví dụ như giải giao hữu ở U21, các giải đấu như vòng loại U19 châu Á, vòng chung kết U20 châu Á, rồi vòng chung kết U17. Tất cả những giải đấu trẻ này thì sẽ được thi đấu liên tục trong thời gian tới đây, và những cầu thủ này, những nhóm cầu thủ này sẽ được chia ra để thi đấu, và những bàn huấn luyện khác nhau cũng sẽ được chia ra để tổ chức. Từ đó thì chúng ta sẽ xem là các cầu thủ này ai sẽ là người phù hợp trong số khoảng 35 đến 40 cầu thủ này, trước khi ông Kim Sang Sik lựa chọn những gương mặt tiếp theo để có thể quy hoạch dần dần. Việc phương án tổ chức chia làm nhiều đợt thế này thì cũng đã được diễn ra thời điểm ông Park Hang Seo và ông Philip Thuxie rồi. Video cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến tuyển U22 Việt Nam trong những ngày tới nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chúc thầy trò Kim Sang Sik tập luyện thành công. Bye bye.